Xin chào các bạn và đã quay lại với video walkthrough của Dark Souls. Mình xin giới thiệu các bạn lần này chúng ta sẽ cùng craft both souls. Như mình đã nhắc tới từ tập 10 Sand Fortress, các bạn hãy nhớ chuẩn bị sẵn thật nhiều đồ, những đồ mình cần thiết, gồm những thứ cộng 10. Hiện tại chúng ta có thể tạo ra Great Sword of Arturias, Great Seal of Arturias, Moonlight Spear, Moonlight Seal và Dragon Fist, Dragon Ball Fist từ găng tay ấy, hoặc Golem X đấy, và Hela Fury Sword cộng với để coi Chaos Blade. Khuyến cáo không nên tạo Chaos Blade vì trong phần chơi lần đầu tiên thì Chaos Blade khá là chuối ở chỗ nó có thể giết chính bạn vì mỗi nhát chém thành công đều lấy máu của bạn. Vâng, và chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, thì chúng ta sẽ đi qua Anolondo. Bắt đầu thôi. Hello, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ quay lại với Dark Souls tập Anolondo. Ok. Trước tiên mình sẽ tháo cái Slumbering ra vì nó tạo cho mình cảm giác khá khó chịu khi không có chút siêu âm thanh nào. Vãi cả nồi. Ít phải thế này chứ. Game này ít nhạc rồi chứ rồi còn. Ok, nơi đây toàn thành phố của người khổng lồ. Nếu bạn thích bạn có thể đấu họ luôn một lượt, nhưng mà thường thì họ sẽ bỏ qua bạn. Họ sẽ bỏ qua bạn khi bạn đang không lại gần. Kệ họ đi. Tiến sau. Rồi còn có mấy cái khọ rương thì cũng sẽ tiến sau. Này. Người phụ nữ góc bên tay phải này là một Fire Keeper. Vì sự hiện diện của bà ta ở đây nên bạn sẽ mặc định đầy luôn 10 bình, mà không cần phải lo về việc ở Kindle. Bạn thích thì đập bà cũng để lấy cái Fire Keeper Souls cũng được, nhưng mà tốt nhất không nên. Mình chẳng có gì này cả. Nói chung đi đến khu bên này, chúng ta sẽ xử lý mấy anh Guardian. Được lượt đứng từ bên này để dụ từ người sang thôi bạn ạ. Đánh hai người sẽ vô cùng khó khăn. Ôi chà. Đánh với dạng người như thế này thì bạn dùng vũ khí scale với strength vậy thì hiệu quả hơn là nhiều vũ khí như katana. Nhưng tại cái này chọc nên xong. Dùng katana đối phó thế này. Dù đòn đánh khá rộng nhưng mà có cái khiên có stable cao cỡ này thì ổn. Trong tập này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra boss zone weapon. Khuyến cáo các bạn hãy tự chọn cho mình một hệ thống weapon boss khá hiệu quả vì thực tế mà cũng có thể gặp lại lần sau. Lần này mình sẽ làm Quella Fury Sword vì Quella Stones mà chúng ta đã lấy được từ hồi ở con này bạn nhớ để ý nhé, đừng bao giờ lại gần. Tốt nhất ở trong nơi này bạn cứ nên bạn cứ nên chém vào mấy cái thùng trước cho chắc ăn, vì chắc mình để nhớ hết. Thì linh hồn của con khoai lát đó có thể tạo được hai vũ khí dựa vào kiếm cong và kiếm katana. Kiếm katana có thể tạo được một vũ khí tên là Chaos Blade. Crystal Hammer không có gì hiệu quả lắm, bạn có thể đi sang này này. Nhưng con đường bên tay trái chúng ta hiện tại là không có nên đi, tại vì chúng ta sẽ chẳng đi qua được. Đây, chúng ta sẽ ngồi lên đây. Hãy nhớ nhé,
thì Chaos Blade mỗi nhát chém thành công sẽ lấy mất một chút máu của bạn. Bạn có thể dễ dàng chết vì cái kiếm đó. Nên trong lần chơi đầu thì có thể bạn không nên tạo ra Chaos Blade làm gì. Hãy lấy Quella Fury Sword sẽ hiệu quả hơn nhiều. Quella Fury Sword chẳng những scale với chỉ để Dex của bạn như bình thường, nó còn scale với Humanity. Càng nhiều Humanity trong người thì bạn sẽ có càng bạn sẽ càng có sát thương cao hơn. Nhưng sự khác biệt chỉ đến Humanity cho người bạn chỉ còn đến 10 là must. Vì hơn nữa thì cũng chẳng tăng được sát thương. Ôi chết. Ê, lừa chơi tao à. Để nó tăng tính sưu tầm, bạn tốt nhất thể luôn đeo cái nhẫn rơi giúp rơi đồ của bạn này ra. Tính sưu tầm sẽ cao hơn. Ngon. Rồi, đập lại con lại. Còn như bạn một bạn trên VZ gì mình quên tên rồi, xin lỗi nhé. Bạn ấy này cầm đến việc cái khiên to mạnh nhất trong game. Xịn nhất là game. Cái khiên làm từ soul của linh hồn của con boss sói ở trong rừng Darkroot. Đúng công nhận. Vì thực tế là cái khiên có độ stable lớn nhất trong game khi chưa cơ nâng cấp. Chưa nâng cấp. Và nó chống được mọi trạng thái, không build up khi bạn đang dơ nó lên. Tuy vậy, nó thuộc dạng heavy seal nên nó yêu cầu lên đến 34 strength để cầm. Nên nếu thực sự bạn muốn cầm nó thì phải đầu tư từ ban đầu. Mình cũng sẽ tạo ra nó. Vì Gregsaw Artorias cũng chẳng mạnh lắm. Cái mạnh của nó là Cursed, tức là bạn tạo ra cái kiếm Gregsaw Astoria thuộc hệ bị nguyền. Thì bạn có khả năng tấn công được ma ghost ở New London Rune. Nhưng thực tế cũng chẳng quan trọng lắm, nên có tùy vào cái định mình sẽ chọn cái Great Seal vì về sau chúng ta sẽ cần nó. Nói chung là vậy, các bạn hãy tự lựa chọn. Đánh nhau với con hai con boss Snot và Onstein ở Anadolu này, nếu bạn có khả năng cầm được thì nó sẽ rất tuyệt. Mình dự là sắp đến chỗ có thể farm được ở nơi đây thì mình sẽ luyện cho đến khi cầm được cái khiên nó cho nó khỏe khi đánh với hai con đó. Thật ra hai con đó cũng không quá khó, nhưng mà nếu có được cái khiên thì dễ hơn rất nhiều. Team mình đi và để phục hận lần trước mình không lấy được cái nón Gargoy với cái thương Gargoy. Cái thương Gargoy là trong cái thương mạnh nhất nhì trong game bạn ạ. Tìm mình đi, thương Gargoy hết sức tuyệt vời. Đây là cơ hội để đánh nó. Nếu bạn hãy có chém đuôi nó, vì thực tế khi nó đứt đuôi nó sẽ hơi đau đớn và chậm lại một chút. Cứ theo chiến thuật chạy lòng vòng người nó này không gì phải lo cả. Ôi, quên mất cái đuôi. Vì thực tế trận này sẽ dễ hơn rất nhiều so với trước đây là do bạn nên nhớ hồi ở trên mái nhà ở Bell Tower nó có thể hất mình ra khỏi căn nhà mái nhà nên mới nguy hiểm. Còn ở đây thì không còn nữa, cứ đập thôi. Máu chắc chắc. Bạn này biết full jump set đấy. Ha, nó chưa kịp được. Wow, ui, nó không có. Bực vải. Rồi, chúng ta sẽ hình như cái này không phải, nhầm rồi. Đi bên này, có nhớ rồi. Đi bên này. Và hãy nhớ, nếu đi đúng theo những gì mình đang làm thì các bạn sẽ có chính xác lượng Demon Titanite để nâng cấp cái Fury Quelasor. Hay Quelasor gì đó quên tên rồi. Chính xác lượng Quelasor Demon Titanite để nâng cấp Mask Quelasor bạn ạ.
Nếu để làm chính xác, vì mình đã bỏ qua hai con Demon Titanite ở ở bên dưới Sand Fortress nên mình sẽ chỉ có vừa đủ để dùng, còn nếu là của bạn thì có lẽ sẽ dư hai cái. Rồi, khúc này cẩn thận. Mình không biết tại sao, nhưng nói thiệt một câu với mình bạn là ở khúc này mỗi lần đi ngang qua cái cầu này thì camera bị lệch một chút, làm mình vô cùng khó khăn khi di chuyển. Còn nào, bạn cũng mình luôn mang theo nhẫn để mong ngày kia có thể nhặt được cái kiếm của bạn này. Cái kiếm bạn này có combo khá xịn. Bị sao vậy? Bị sao vậy? Bỏ đi dưa ghê chứ. Rồi, đi lên đây, đi cẩn thận nhé. Cầm Black Ball for Fresh hay gì thì tùy bạn. Đừng ở đây nhắm bắn phát. Thường tụi nó khi chạy ra chỗ mình sẽ bị té. Ush. Tụi mình ngầu. Quay. Ha. Ha. Đùa bố hả? À. Giỡn chơi. Không đâu uống máu mà cứ đi làm càng. Xuống. Cảm ơn con. Đi like a post nào. Đấy. Chúng ta sẽ xuống ra lấy đồ sau. Cẩn thận. Cá nhân thì thích bộ giáp này mà kiểu nó cũng không quá xịn. À, cái hay nhất là nó có thể upgrade với Twinkling Titanite. Ui gì đây? Con đần ngu đáng chịu. Ê. Chỉ như là thưa các bạn, nó đi theo. Đây là một cái chết ngu. Đừng quan tâm đến cái chết này. Và chỉ cần đi thật cẩn thận. Thế là đủ. Để tự tốn thời gian, mình xin phép skip. Mình đã quay lại. Và hết sức ăn hại. Vậy thôi. Nhìn thấy bức tượng khổng lồ kia không? Nhà công chúa khổng lồ. Mình sợ mình té như thằng ngu thôi, xin lỗi. Okay, đi tiếp. Để thực hiện việc tiếp theo bạn nên đừng lên Ewip, đừng thêm mang theo khiên. Mình đã từng té một lần ở đây rất ngu vì cái tội mang theo khiên. Để thật nhanh đi thẳng, nhảy qua cái lỗ này. Good. Về làm tương tự. Good. Giờ đi qua cánh cổng khói. Cái tưởng. Vậy thôi. Rảy lên nữa khá quan trọng. Sẵn sàng nhé. Chúng ta sẽ đối đầu với con Gargoyle nữa. Mình rất cần lấy cái Gargoyle Hornbird nên có lẽ đây là cơ hội cuối cùng.
chắc. Tại đây một ta nên sẽ đi đồng hồ. Ngược chỉ kim như nhầm. Ta thì đi xuống. Ok. Hãy xem con gói kìa. What the fuck? Go. Oh yeah. Sandbird. Good. À, thật ra chúng ta có thể đi tiếp luôn bây giờ, nhưng mà khuyến cáo hãy đi theo đường này một lần nữa. Đây là nơi chúng ta sẽ lấy những gì chúng ta làm rơi lúc nãy, kia phép chúng ta làm còn chưa lấy ở cái đen chùm ấy. Nhưng bây giờ xuống đây. À, phía trước là bonfire, nhưng mình khuyên bạn tốt nhất đừng phí sức Kindle hay là reserve trở thành người ở đây, vì nơi đây không phải là nơi chúng ta có thể sử dụng để làm trạm di chuyển lên xuống dưới không hợp lý thế nào hết. Và cánh cổng sau này, thật ra là sau bức tường này là một chỗ ẩn, có thể đi tiếp được, nhưng mà cần một số thứ để đến đây. Nên chúng ta sẽ nói với nó sau. Nhớ nhé, đừng có cố Kindle hay là Reserve Halloween ở đây. Phí xôn lắm. Nếu mà có nhiều thì mình không nói, nhưng phí lắm. Chúng ta sẽ mò lên trên và giải quyết nốt mối bọn kia. Điều bên này. Lần lượt từng gỡ thôi, đừng đông quá, dễ chết. Rồi nào. Mày uống máu à? À. Ở đây không? Combo đã lắm. Xít nữa thì chết. Sao cho throwing knife vậy vậy? Break magic cái vấn đề ai có sorcery intelligence trên 15 hãy xài nhé. Được lắm. Chả thục nè mấy con mũ.
Tiếp. À, phía kênh bức tranh khổng lồ kia là Pentacle Atamnemis, nhưng quên tên rồi. Tốt nhất đừng bước vào đó nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng, vì bạn chưa đánh boss xong. Đó xong thì đừng có mơ mà bước ra ngoài. Lại throwing knife. Bị sao vậy ta? Black Iron. Feel free to mặc nhé. Ai thích giáp nặng thì cứ mặc vào. Tiếp theo chúng ta sẽ mặc bộ giáp thiệt sự nặng đây. Nhìn thấy bức tranh được không? Nguy hiểm lắm hơn nó tưởng đấy. Các bạn tưởng nhiều. Ok, đã xong khúc của bên đây. Và chúng ta sẽ quay lên trên và xử lý một vấn đề nữa nào. Sắp tới chúng ta sẽ chạy băng qua một nơi toàn các anh chiến sĩ rồng bắn cung tên khổng lồ cho mọi người chúng ta. À, đẩy cái vòng này theo chỉ kim đồng hồ một chút. Trời đất ơi. Thì sẽ lên trên. Theo như đọc đây là đường tắt đi từ trên kia xuống dưới thì rất nhanh hơn cho bạn nếu sau khi chúng ta sẽ bị đánh con Onstein và Smart. Có một số người bảo khúc đi tiếp theo khá là khó. Mình vẫn không hiểu lắm vì thực tế không khó như bạn tưởng đâu, tìm mình đi. Chỉ cần mặc đồ nhẹ là ok. Possible chắc hợp lý. Từng đứa thôi. Nếu như bạn phải đối phó hai đứa cùng lúc thì tổ bia thưởng sách. Quattro. Đấy đây là em. Em biết, anh biết em thương anh. Lùi lùi cái bà mày. Nhiệt tình. Dù nãy ra nãy giờ mày làm cho đó à. Nó ghét rồi nha. Có gì nói chuyện với nhau thẳng thắn coi. Lắm cái thành phố này nghĩ gì khi lính gác mà cửa thì khổng lồ mà bậc thang nhỏ xíu vãi. Cửa tốt good 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 xử lý rốt con kia. Oh wow, giant hunter. Nó có giấm xét nữa kìa. Một ít vũ khí là hệ giấm xét lắm nha. Vãi. Ê ê ê, bình tĩnh bình tĩnh. Để tao uống máu cái nào. Không sao hết. Ta cóc sợ mi. Tôi hơi sợ một chút. Bây giờ quay lại chỗ Fireball kia không phải là điều mình thích đâu. Good, good, good. Nó đặt được kia đến đâu vậy? Ảo vãi. Good. Cái tội chơi ngu của nó chị. Oh. Cỡ tốt là đập con ngu. Bạn thấy không? Cho vậy thôi thì bạn có thể tấn công được cái dễ dàng. Và đương nhiên cũng có được bạn. Ngu. Haha. Ngu. 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 Xong phim. Con đần. Đi sang bên này. À, có một mẹo thế này nhé. Chúng ta chuẩn bị đối phó với bọn Demon. Bọn này da trắng bệch, nhật nhạt. Mà bạn có thể đối phó bằng cách sử dụng cung tên. Để
coi nào cái cục này nó có. Ok, nhìn thấy bên này chứ. Trong thì có vẻ có hai con nhưng nó có ba con. Con này chuẩn bị viết khung vào. Và nhìn kỹ. Con ở này có thể được. Để xíu xử lý con này đã. Con bên kia có thể xử lý chỉ bằng được bằng chỉ cần bằng một mũi tên thôi, tìm mình đi. Nó chỉ bằng đúng một mũi tên thôi. Ha, có hiện ra nó không biết bay. Bên này còn con nữa, nó trốn thôi. Xử lý nó bằng quá simple là tuyệt nhất. Tại vì nó có rù đã sao mà chúng đòn. Rút. Rút khó nhanh rồi đây. Nhầm đề nữa. Chuẩn bị nhé các bạn hữu. Trên con đường này chúng ta sẽ dễ dàng bị một thằng dragon ở thằng bộ nhầm bên. Trên con đường này chúng ta sẽ dễ dàng bị một thằng cha. Xem bắn thử được không? Bị một thằng cha Silver Knight. No. Silver Knight xử lý bằng ngon. Xử lý bằng Dragon Slayer Bow. Bắn to một cái những mũi tên nó bắn ra to như cái thương này. Vậy nhé. Đó. Ê. Hết hồn. Nói chung hơi khó nhằn. Đứng đây bắn thử xem. Cái gì vậy? Oh, ngon. Thôi dẹp đi. Lần này nữa nhé. Chạy một mạch băng qua. Bắn kệ nó phóng lên thế gì. Nè. Ha. Sao mình chỉ cho các bạn cách lấy phép phóng tâm xét. Khá đơn giản. Nhưng các bạn đảm bảo fetch, chỉ số fetch của bạn trên 200 là được, trên 20 là được. Chưa được ơi. Hết hồn. Không sao, hoàn toàn không sao, cứ bình tĩnh. À, báo cho các bạn biết, tiện thể nói luôn. AI của hai bọn Silver Knight này cũng hơi có vấn đề. Bạn thích sang kia đập nút thì cũng được. Theo cái cá nhân mình thì đi sang đây đập thằng này vẫn hơn. Kết thúc như này nhé. Ok. Oh, 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 oh. Nhìn nào, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Bớt thằng ngu vãi. Tiện thể nói luôn đây, sắp tới chúng ta sẽ đến một nơi là nơi farm stone rất tốt. Sau khi chúng ta là mở hay đầy đủ các cánh cửa đi đến chỗ boss thì đây là nơi farm cực kỳ tốt các bạn ạ. Vì mỗi thằng Silver Knight cho đến 1000 đến 1003 stones đi bên tay trái. Ta nhầm. Nữa. Cửa đó không tốt cho bạn đâu. Cho đến 1000 đến 1003 souls nghĩa là và gần nhất khu đây là 4 thằng, nghĩa là bạn sẽ thu hoạch được ít nhất là 4000 souls. Và nếu như bạn biết cách dùng Riptos và Berry thì one hit kill được một đứa. Thì suy ra bạn chỉ mất tốn từ 1 phút đến 2 phút là đã có thể thu được 4000 souls. Đây là nơi tốt để Kindle với Razor Following. Good. Vậy thôi. Bạn nhìn kỹ nhé. À thì để nhắc bạn luôn. Hồi trước mình lỡ bỏ mất cái khiên touchy seal của Thiếp. Ôi trời đất ơi, xin lỗi rất nhiều các bạn. Thôi, mình không dám cho ngủ nữa. Mình không dám.
Nói vậy thôi, thực ra mình vẫn chưa quen lắm cách đối phó với thương. Bạn nhớ nhé, đối phó dạng bọn này thì dùng Crystal hoặc là dùng vũ khí dạng như là Hanbert thì hiệu quả hơn nhiều nếu như bị dùng Katana. Hiện tại mình trung thành với Katana thôi. Để chắc là mình biểu diễn cho các bạn xem mình đều đối phó với kiếm như thế nào. Tại mình không quen đối phó với khiên thương thôi. Chứ thật ra mình berry cũng ngầu lắm. Đây để mình chọn xem. Hanbert sẽ hiệu quả hơn. Nó, cái vùng berry nó lớn hơn nhiều so với các loại khiên khác, cho nên nó hiệu quả hơn. Chứ thật mà nói thì bên này cửa chưa mở được, chúng ta sẽ mở sau đó, đừng tắt. Căn phòng này trong vậy thôi chứ ở đây là vấn đề đây. Tốt, bên dưới này chúng ta sẽ lấy được bộ heavy set. Ai thích giáp nặng thì có lẽ đây chính là bộ áo giáp khá tuyệt vời cho các bạn. Bị cẩn thận, sẵn sàng, sẵn sàng. Vì giờ sắp đối đầu với một con mimic. Đừng nha, đừng dẫn chơi nha. Ta chưa từng chết vì mày đó. Không sao rồi, ổn rồi. Xin lỗi các bạn. Mình chơi ngu, mình đáng chịu thôi vậy. Lại nào. Tại sao mình lại mua nhiều charcoal pin rings như vậy? Tại vì thực tế còn là như điều này. Nếu như trong trận đấu on Steam mà Onsin và Smosh, bạn nên nhớ, bạn đã sợ vũ khí hệ lửa. Nghĩa là các bạn không tạo Fury Quelaxor thì có thể dùng bột lửa này để tăng hiệu quả của những trận đánh. Dragon Tooth. Cái Dragon Tooth nặng vãi này các bạn. Heavy Grip Seal. Cái Heavy Grip Seal này yêu cầu đến 50 strength để cầm. Nhưng bạn nên nhớ, cái hay của nó là khi bạn nhấc lên và sử dụng attack cái R2 kiểu mà berry của vũ khí thường hay là nút tap trên bàn phím ấy thì nó sẽ sử dụng phép iron skin khiến cơ thể bạn như sắt đá, tốn 300 mỗi lần. Với độ bền lên 999 thì cái dragon tooth gần như không bao giờ gãy, trông y như thằng đó. Chậm nặng vãi ra các bạn ạ. Ok, tôi dẹp đi. Uchi katana nhỉ. Echo seal. Khiên rồi. Small seal. Rồi, bộ đồ của tôi. Đôi khi mình cảm thấy loạn hết cả lên vì cả đống đồ mình mang theo, đã để mình đi cất bớt. Tại thì cất cái nào cũng tiếc bạn ạ. Thói quen xấu, thật sự rất xấu. Bạn nên nhớ những bộ giáp nhẹ không có độ bền cao là vì đơn giản là vì nó được thiết kế để bạn né đòn chứ không phải để nhận đòn, cho nên hãy cẩn thận. Rồi đi lên,
Giờ việc chúng ta lên. Đi vừa nghỉ ở chỗ bonfire xong đến đây giờ lại spawn hết. Sẽ rất tốt cho các bạn nếu các bạn sẽ sử dụng. À, điều còn nữa. À, Perry attack vì vậy đỡ tốn thời gian cho các bạn. Không còn gì để bàn nữa, xin lỗi các bạn nhé. Nhiều lúc đánh căng thẳng mình không muốn nói nhiều tại vì nguy hiểm cho mình lắm. Tiếp nào. Khi bạn giết được toàn bộ mimic trên thế giới thì bạn sẽ con cuối cùng mà bạn giết sẽ thả ra cái mũ có hình dáng của con mimic giống cái đầu nó ấy. À, cái mũ này tăng lượng souls mà nhận được. Rồi đi tiếp. Có thằng Dragon Slayer cầm cung Dragon Slayer bị ở bến. Ra xử lý nó sau. Bên này mới điều quan trọng. Đánh bên hông nó chạy đến gì. Wow. Good. Mà ít khi thả đồ ta. Cầm hàn bớt cho nhanh gọn nhẹ. Rồi đi bên này. Sẽ đơn giản hơn các bạn nếu bạn biết dùng Humbert. Thôi, đổi ý rồi. Tưởng có cung luôn, hóa ra chỉ có tên thôi. Tiếp. Đi bên này. Mà nhớ trận đấu của chúng ta với Onstein và Smosh. Nào công chúa khổng lồ. Team mini khổng lồ lắm. Onstein và Smosh rất là khó. Nếu như bạn chỉ đánh có một mình. Ôi, ta biết ngay mày ở đây. Nếu như bạn chỉ có một mình thực sự rất khó, gần như tưởng chừng như không thể. Nhưng team mini hoàn toàn có thể. Nhưng mình vẫn chưa tìm ra cách. Vấn đề ở đây là bạn cần summon. Và vậy có nghĩa là điều kiện summon được trong game này để không mong nhân vật hỗ trợ ra chúng ta đều rất quan trọng cho nên đánh với Onstein và Smart có thể là tố quan trọng mới đúng. Vì vậy các bạn hãy duy trì cho mình một lượng souls vừa đủ để trước khi đánh quân chúng ta có thể ở trong trạng thái con người. Anh bọn trẻ này muốn chết. Quay vãi thật. Con này chơi ngu vãi. Đi tiếp thôi. Vô đây mới là khúc quan trọng. Chúng ta sẽ gặp Sigmar.
nói chuyện với ông đại đi, ông bảo là ông không thể đi tiếp vì trong đó toàn quái vật khủng khủng ở đây là như vậy nè. Ngay bên này của bạn chui ra ngoài la la la. Cẩn thận nhé, nó có thể chém trúng ông bạn Sigma ở chúng ta đây, cho nên tốt nhất cẩn thận. Tiếp theo dụ từng đứa thôi, hai đứa là cả một vấn đề đấy. Điều kiên quyết khi dùng khi đối phó với những đối thủ như vậy là bạn chỉ đỡ khi bọn nó đánh thôi, đừng luôn giơ khiên lên, vì khi giơ khiên lên không biết từ lúc nào bạn sẽ bị xài hết stamina của mình, thế nên hệ quả sẽ rất nghiêm trọng nếu như bạn bị chém liên tục hai lần. Cái dạ nó ngủ này để thật rồi, thằng tiến rẽ trái rẽ phải chứ nhầm, nhặt cái hòm dù mình biết trước nhưng mà muốn đảm bảo chắc. Mày nhìn thấy bức tranh không? Mở Guardian Paladin chúng ta chuẩn bị cặp sau, mở cửa tắt đường tắt này ra, bạn có thể xuống dưới để nghỉ ngơi bonfire trước cho an toàn con người. Rồi chúng ta sẽ quay lên sau. Good. Quay lên lại đây nào. Vì bắt đầu từ chỗ này bạn sẽ phải đánh lại mấy con kia này, cái như làm những bước như sau: đứng ở đây, dụ nó ra ngoài đây. Hoặc cách hay hơn là đứng núp ngay sau này, nó sẽ đứng trước tường. Bạn đâm xuyên qua tường còn đánh nó. Bất game các bạn ạ. Oh. Mọi người đâu cũng biết đi ra đấy. Oh. Quay không có giỡn nha, chết đi lại này này các bạn. Mày nó lại đây, nó lại đây với bố. Bây giờ ra nói chuyện với ông này, ông sẽ cho chúng ta một cái nhẫn. Kẹo chi tiết thôi. Ê, mình quên mất con thằng này trên này. Không sao, mình đứng trên cầu thang thì vẫn có lợi thế. Dưới cầu thang, nơi đứng trên thì mình có lợi thế. Mình không hiểu sao đánh con Demon Sai Sanai các bạn rất dễ, mà không hiểu sao với mình thì mình cứ đánh chết quá. Cho nên các bạn lúc nãy mình chơi ngu lạc mất. Nói chung từ khúc này chúng ta đi thẳng đi tiếp là xong. Bộ giáp của này sẽ rất quan trọng trong trận đấu tiếp theo của chúng ta với Onstein và Smart. Vì bộ giáp này nó là bộ sở hữu. Đợi xíu. Đây. Bên này là con Demon Titanite, chúng ta sẽ tính sổ nó sau. Nhưng mà mình nghĩ lại, tôi chắc lại nên đánh nó luôn. Vì ai biết được thế giới này sẽ tốt xấu là sao. Uầy. Đùa nhau nha. Yep. Vâng, vì một số lý do khách quan cho nên video của mình kéo dài đến 1 tiếng rưỡi. Vậy nên mình buộc phải cắt đôi ra vì tình trạng các quan hiện nay không thể cho phép cắt tất cả mọi người xem được video dài đến như vậy. Nhưng các bạn thông cảm vì Pass 2 sẽ đến ngay và luôn.